top 10 loài đại bàng khỏe nhất trên trái đất. Chào các bạn thân yêu của Hóng Khám Phá. Các bạn ơi, đại bàng là loài chim ăn thịt được biết đến với sức mạnh, quyền lực và sự ngoan cường. Nhiều quốc gia bao gồm cả Hoa Kỳ đã dùng chúng để làm biểu tượng quốc gia. Đại bàng đứng đầu về sức mạnh và là loài chim săn mồi đỉnh cao nhất trong vương quốc chim. Chúng là loài chim rất thành công trong việc săn lùng con mồi và vượt qua những loài chim khác để trở thành vua của bầu trời. Và sau đây sẽ là top 10 loài đại bàng khỏe nhất trên hành tinh xanh của chúng ta. Đứng ở vị trí số 10, đại bàng Vireo. Ở Đông và Đông Bắc Châu Phi, đại bàng Vireo có thể được tìm thấy ở các khu vực núi đá. Trong thời điểm khan hiếm thức ăn, loài chim săn mồi này sẽ theo đuổi nhiều loài vừa và nhỏ khác nhau, bao gồm cả khỉ và chuột chù. Đây là một trong số ít những con đại bàng trong danh sách này tham gia vào việc những con non giết hại lẫn nhau. Điều này xảy ra khi con lớn nhất giết hoặc là bỏ đói anh chị em của mình. Đại bàng Vireo là một loài chim khổng lồ. Nó dài khoảng từ 30 đến 38 inch, tức là từ 75 đến 96cm từ mỏ đến đuôi, khiến nó trở thành con đại bàng dài thứ 6 trên thế giới. Con đực có thể nặng từ 6,6 đến 9,3 pound, tức là từ 3 đến 4,2 kg. Và những con cái lớn hơn nặng 6,8 đến 15,4 pound, tương đương 3,1 đến 7 kg. Và sải cánh của nó dài 7,5 feet, tương đương 2,28 mét. Loài đại bàng này hầu như sống toàn thời gian ở Cobias. Đây là những khu vực khô cằn và có nhiều đá. Đứng ở vị trí số 9, đại bàng Martian. Với sải cánh dài 8,5 feet, tương đương 2,6 mét, đại bàng Martian là loài chim săn mồi lớn nhất ở châu Phi. Đây là một loài chim khỏe tới nỗi, nó thậm chí có thể hất văng một người đàn ông trưởng thành. Một con đại bàng loại này nặng gần 14 pound, tức khoảng 6,5 kg. Từ Senegal đến Somalia và về phía Nam tới Cape, loài chim hùng vĩ này có thể được tìm thấy ở Nam Châu Phi và cận Sahara. Nó săn các động vật có vú lớn như linh dương nhỏ, khỉ, bò sát và các loài chim lớn khác, nhưng sẽ không lùng sục hay là tìm kiếm con mồi. Nông dân thường xuyên săn lùng đại bàng này vì chúng được biết đến là loài đe dọa gia súc của họ. Những con chim này xây tổ của chúng ở những nơi mà chúng có thể bay ngay ra bên ngoài. Sự xuất hiện của hai tổ đại bàng Martian ở gần nhau là một điều rất hiếm gặp. Đứng ở vị trí số 8, đại bàng biển đuôi trắng. Đại bàng biển đuôi trắng là loài đại bàng lớn nhất ở châu Âu với chiếc đuôi màu trắng sáng và phần thân có màu nâu. Nó có cái đầu và cái mỏ nổi bật kéo dài về phía trước, tạo cho nó vẻ ngoài giống như một con kền kền. Chân, bàn chân, mắt và mỏ có màu vàng. Sải cánh của loài chim này dài tới 7,8 feet, tương đương 2,4 mét và nó có thể nặng tới 20 pound, tương đương 9 kg. Đại bàng đuôi trắng có thể được tìm thấy ở nhiều môi trường sống khác nhau, bao gồm cả vùng đất thấp và vùng gần nước. Chúng ăn nhiều loài động vật có vú, cá và chim. Cá là nguồn dinh dưỡng chính. Tuy nhiên, các loài động vật như cáo, cừu và hươu sao cũng được coi là con mồi thường xuyên của chúng. Đứng ở vị trí số 7, đại bàng rừng châu Phi. Do trọng lượng và đôi chân dày với những móng vuốt mạnh mẽ, đại bàng châu Phi là loài đại bàng mạnh mẽ nhất ở nơi đây. Chúng có sải cánh dài đến 5 tới 7 feet, tương đương 1,5 đến 2,1 mét và trọng lượng sẽ dao động từ 5,5 đến 9,9 pound, tức là từ 2,5 đến 4,5 kg. Chúng có thể được tìm thấy trong rừng nhiệt đới, rừng và savan ở châu Phi. Đôi cánh của chúng khá ngắn và rộng, và chúng có một cái đuôi dài giống bánh lái để giúp chúng di chuyển giữa các cành cây. Đại bàng châu Phi săn con mồi nặng gấp 4 lần trọng lượng của nó. Nó xà xuống và dùng móng vuốt để nghiền nát xương sống của con mồi. Khỉ châu Phi, gà Guinea, chuột chù, rắn, cầy mangut và linh dương nhỏ đều là một phần trong chế độ ăn của chúng. Đứng ở vị trí số 6, đại bàng hói. Với chiếc mào màu trắng trên thân hình to lớn và đôi cánh màu nâu, đại bàng hói là một trong những loài dễ nhận biết nhất trong tất cả các loài đại bàng, cũng như là một trong những loài lớn nhất. Nó là loài động vật quốc gia của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu như loài chim chuyển kiếp. Đại bàng đầu hói giao phối suốt đời. Chúng trải qua mùa đông một mình và gặp gỡ bạn tình vào mùa sinh sản mỗi năm. Kể từ thời điểm đó,
chúng khóa móng và xoay tròn trên bầu trời. Trong vài tháng đầu, đại bàng đực hỗ trợ cho đại bàng con ăn và cùng với đại bàng cái duy trì cặp đôi trong nhiều năm, cải thiện và bổ sung cùng một tổ trong hết cuộc đời của chúng. Đại bàng hói trưởng thành là loài chim lớn có màu nâu với sải cánh dài 2,43 mét và trọng lượng là 17 pound, tương đương 7,7 kg. Đứng ở vị trí số 5, đại bàng biển Steller. Đại bàng biển Steller là một trong những loài chim săn mồi lớn nhất được tìm thấy ở các vùng ven biển Đông Bắc Á, nơi nó ăn chủ yếu là cá và các loài chim biển. Nó là một loài chim to khỏe với bộ lông tương phản rực rỡ. Phần lớn chúng được bao phủ bởi lông đen, ngoại trừ vai, cánh, chân và thân dưới sáng hơn nhiều. So với đại bàng đuôi trắng, nó có đuôi hình nêm dài hơn, mỏ và móng của nó có màu vàng tươi. Sải cánh của loài chim này là khoảng 8,2 feet, tương đương 2,5 mét, và nó có thể nặng tới 20 pound, tức là 9 kg. Ở vị trí số 4, đại bàng đuôi nêm. Úc là quê hương của nhiều loài chim lớn, nhưng đại bàng đuôi nêm Úc là loài chim săn mồi lớn nhất ở Úc hoặc là Guinea. Chúng thích những vùng đồng bằng và rừng rậm, có thể tìm thấy cả ở mực nước biển và các khu vực đồi núi. Cái tên bắt nguồn từ chiếc đuôi hình nêm đặc biệt của chúng. Khi kết hợp với chiếc mỏ màu nhạt, bàn chân trắng và đôi mắt nâu sẫm, khiến chúng có thể dễ dàng được nhận biết. Khu vực của loài đại bàng Úc này rất rộng, nhưng nó thích các môi trường rừng rậm và không gian rộng rãi. Ngay cả khi cây đã chết, chúng vẫn làm tổ ở nơi cao nhất trong môi trường sống của chúng. Nông dân đã bắn và đầu độc con chim này vì họ tin rằng nó đang ăn thịt cừu non. Nhưng thỏ mới là thức ăn ưa thích của nó, thứ mà nó thường vớt lên để ăn sống. Đại bàng đuôi nêm có thể có sải cánh dài tới 8,2 feet, tương đương 2,5 mét. Chúng có thể nặng tới 12 pound, tức là 5,4 kg. Đứng ở vị trí số 3, đại bàng vàng. Ở các nước như Đức, Áo, Mexico và Albany, đại bàng vàng là loài chim quốc gia phổ biến nhất. Đây là loài đại bàng phân bố rộng rãi nhất ở Bắc Bán Cầu. Nó là loài chim săn mồi mạnh nhất Bắc Mỹ, nổi tiếng với tốc độ và sức mạnh. Nó có màu nâu sẫm với màu nâu vàng xung quanh cổ và đầu của chúng. Nó ăn các động vật có vú nhỏ như là chó rừng và đôi khi sẽ tấn công các động vật có vú lớn hơn như là cừu non, dê và các động vật nuôi khác. Nó có đôi cánh lớn với sải cánh dài từ 5,9 đến 7,6 feet, tương đương 1,8 đến 2,3 mét. Trọng lượng tối đa là khoảng 14 pound, tương đương 6,4 kg. Đại bàng vàng sống trong một khu vực rộng lớn với nhiều thảm thực vật tự nhiên, giúp nó dễ dàng tìm kiếm con mồi. Núi, vách đá ven sông và hẻm núi là những môi trường sống ưa thích khác. Đứng ở vị trí số 2, đại bàng Philippines. Với mỏ màu đen pha xanh, mắt xanh xám nhạt, bàn chân có màu vàng tươi và bộ lông màu nâu kem. Đại bàng Philippines khổng lồ là một loài chim đáng chú ý. Chỉ có 4 trong số 7.000 hòn đảo của Philippines là nơi sinh sống của loài động vật ăn thịt cực kỳ quý hiếm này. Chúng thích sinh sản và săn mồi trong khu rừng nguyên sinh ngày càng hẹp của đất nước. Đại bàng Philippines săn mồi nhiều loại sinh vật cỡ vừa và nhỏ, bao gồm rơi, cầy hương, sóc bay, các loài chim khác, rắn và thằn lằn, tất nhiên là cả khỉ nữa. Đại bàng Philippines thường được gọi là đại bàng ăn thịt khỉ khổng lồ. Chúng có sải cánh dài 5,9 đến 7,2 feet, tương đương 1,8 đến 2,2 mét và nặng từ 10 đến 18 pound, tương đương 4,5 đến 8,1 kg. Do sở thích ăn uống của nó là rừng sâu và rừng nhiều cây, sải cánh của nó buộc phải hạn chế để có khả năng cơ động tốt nhất trong không gian hẹp. Nó không phải loài chim có sải cánh lớn nhất. Và đứng ở vị trí số 1 đó chính là đại bàng Happy. Mặc dù không phải là con đại bàng lớn nhất thế giới, nhưng những con đại bàng Happy có thể được coi là loài đại bàng mạnh mẽ nhất. Chúng sử dụng móng dài của mình để săn con lười, khỉ và các loài chim lớn khác, và móng vuốt của chúng đủ khỏe để bẻ gãy cánh tay của con người. Nó có những cái móng to và khỏe, có thể so sánh với móng của một con gấu. Nó được xem là một hoa tiêu giỏi trên khắp Trung và Nam Mỹ, với sải cánh dài tới 6,5 feet, tương đương 2 mét. Loài chim quốc gia của Panama là đại bàng Happy. Đại bàng Happy có thể băng qua các khu rừng nhiệt đới Nam Mỹ
vì có chiếc đuôi dài và đuôi cánh to tròn. Đôi cánh của nó giống như của nhiều loài chim ăn thịt khác, thích nghi tốt với tán rừng, cho phép nó né qua các cành cây. Cơ thể chính của đại bàng Happy trưởng thành có màu đen với đầu và cổ màu xám. Vậy là video top 10 loài đại bàng khỏe nhất trên trái đất ngày hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Nội dung vẫn còn những thiếu sót, rất mong được các bạn sẽ đóng góp ý kiến thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ấn nút like và đăng ký kênh để xem thêm thật nhiều những video thú vị khác các bạn nhé.